Rồi chào cả nhà mình luôn nha. Đây là bonsai anh Kim Sơn. Rồi bonsai anh Kim Sơn thân chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay tối nay 8 giờ tối nha. Thì Sơn với lại cameraman là Kim Sang, bonsai Kim Sang sẽ thực hiện live stream giao lưu cây với cả nhà nha. Thì rất mong cả nhà mình ghé xem ủng hộ luôn, nếu được thì mình ủng hộ cho nhà vườn luôn nha. Rồi hẹn gặp lại nhà mình 8 giờ tối nay nha. 8 giờ tối nay 20 giờ nha mình. Rồi. Đây là những siêu phẩm chuẩn bị lên sóng nha mình nha. Rồi nhà vườn xin cảm ơn cả nhà mình luôn.